Không, anh vẫn đang dùng. Sao đợt vừa bảo mua máy đã mua chưa? Diễn sâu. Thầy ơi. Diễn phải sâu nào. Thầy ơi, như con điên đấy. Thầy mới thể hiện ra là vất vả đi làm chứ. Không thầy ơi. Thầy biết mà chỉ được đẹp thôi. Ngủ chưa mắt cả ngày. Tối mới cắm hoa tí mới cứ giả vờ. Đấy đấy đấy, xoay xoay cái hướng ra ngoài, hướng ra trung tâm đấy là được. Vừa thôi, cân đối đi. Một đứa phải đứng ra ngoài ngắm. Đấy, thấy không chuẩn đấy. Này luôn hả? Cáo vậy hả? Hãy
Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đội hình bê mâm quả đủ cả nam nữ già trẻ. Nam nữ già trẻ. And also start the wedding today. Okay? Yeah. Trong mời ông ba là gì nhà gái ạ? This is a kind of gift give daughter to the bride. Bốn. Rồi hai cái nữa được. Ok được. Rồi quay ra sáng hai sáng. Yeah. Yeah. Người ta kêu hung má trong một cái khoái hung môi hả? That's it. There you go. Thank you, Pat. No, I know who I know it. Still I feel your love the way you are. Cô gái của mình đồng hành suốt 13 năm qua trong một trang phục váy cưới rất là lộng lẫy. Thưa quý vị, và em trai của cô Joe Ivy đang cùng dắt tay cô ấy tiến về lễ đài. Xin quý vị thêm một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa. Please give her a piece of glory tonight. Gìn giữ những giây phút ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân sắp tới của chúng ta. May it be full of sweet moments as they work hand in hand to create. Cô dâu chú rể trong suốt 14 năm vừa qua sẽ cùng phát biểu đôi lời gửi đến cho Chris and Ivy. It's working. Jin Chao, Dola Tat, Ka Tieng, Viet, Hua Hoi, Jin Lui. Đây là tiếng Việt của tôi, xin lỗi ạ. Event because we have lots of performance for all of you. Thank you.